kép bắp về cho các con ăn trưa nay. Và thời tiết hôm nay nó khá là giống mùa đông. Khá là giống mùa đông. Em đang đứng ở gần khu vực nhà bến xe Lương Yên, kia là cây xăng Lương Yên nhá. Và lát nữa về thì sẽ có bánh mì Doner Kebab. Em đang đứng tại quán Doner Kebab đây. Các bác các cô đi. Ừ, các bác các cô. Còn ăn đây.